Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu hỏi này như sau. Đầu tiên, chúng ta đi tìm tổng tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chữ số tự nhiên nhỏ nhất đó chính là số 10.000. Còn số tự nhiên có 5 chữ số lớn nhất đó chính là 99.999. Bây giờ tính tổng tất cả thì chúng ta sẽ lấy số này trừ cho 10.000. Sau đó cộng thêm 1. Thì chúng ta có 90.000 số. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số tự nhiên chia hết cho 11, số lớn nhất và số nhỏ nhất. Trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy hai con số này. Chúng ta chia cho 11 thử. Thì cục này nó sẽ ra là 909.09. Và số tiếp theo đó chính là 9.090.8. Như vậy chúng ta sẽ lấy số 910 nhân cho 11 là số tiếp theo của 909, và số nhỏ nhất của 9090.8 là 9090 nhân cho 11. Thì chúng ta tính ra được cái cục này và cục này là 10.010. Còn cái số này chúng ta tính ra được là 99.999. Bây giờ chúng ta đi tìm số chia hết cho 11, nhưng nó bắt đầu là chữ số hàng đơn vị bằng số 6 nhỏ nhất và lớn nhất. Thì trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần cộng 11 nhân cho 6 là chúng ta sẽ ra được cái số nhỏ nhất chia hết cho 11 là 10.076. Còn cái số này cũng làm tương tự, nhưng mà chúng ta phải trừ đi 11 nhân cho 4. Thì khi đó chúng ta sẽ ra là 99.946. Chúng ta biết khi chúng ta cộng thêm số 11 ở đây thì nó sẽ thành 87. Và nếu chúng ta cứ cộng 11 cộng 11 là khoảng cách giữa các số chia hết cho 11, thì nó sẽ đến một lúc nào đó sẽ đến một số 6. Như vậy, khoảng cách từ số 6 này đến số 6 này đó chính là 11 nhân cho 10 là 110. Tại sao? Tại vì số 0 cộng số 6 thì số tiếp theo chia hết cho 11 mà đơn vị là số 6 chính là khoảng cách 110 số. Như vậy, khi chúng ta sử dụng phương pháp này, chúng ta sẽ tính được tổng tất cả các số 11 ở tổng tất cả các số chia hết cho 11 mà có đơn vị là số 6. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng số lớn nhất và số nhỏ nhất. Sau đó chúng ta chia cho 110. Sau đó chúng ta cộng thêm 1. Thì chúng ta sẽ tính được tổng tất cả các số ở đây là 818. Như vậy, xác suất để tìm ra được số này thì chúng ta sẽ có 818 chia cho 90.000. Sau đó chúng ta rút gọn lại là 409 chia cho 45.000. Và đây chính là cách giải nhanh nhất cho câu này, và chọn câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.